giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi, ok, chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người con SH150i. Mẫu xe gọi là đẹp nhất trong phân khúc 150 luôn. SH á, lộn, SH150. Hồi xưa này đổi giá lên được 160, 170 luôn đó, xe mới á. Tại vì cái mẫu 2020 người ta không có chuộng nhiều, nó không được đẹp á, nên người ta không có chuộng. Xe này mới chạy có mấy ngàn cây à, xe lướt cực lướt luôn. Chủ xe em lột keo là dán keo trong nguyên con rồi, nên bao đẹp luôn nha mọi người. Máy móc êm ái, smart key. Đó, giá chỉ có 91.800.000 thôi. Đăng ký 2019 bản ABS trước sau nha. ABS 2 kênh nha. Anh em nào đừng có nhầm lẫn mấy cái xe thường với là xe 125 nha. 150 ABS 2 kênh trước sau màu đỏ. Màu đỏ lên đồ chơi cũng mấy món, lên được ít mấy món đồ chơi. Đó, bây giờ để em review chi tiết nè. Mấy con đời 2016 thì người ta lên áo ý nhiều nha. Còn đời này đẹp thì người ta ít nào lên áo ý lắm. Chỉ quá xe mắc cây nè. Rồi để em review chi tiết cho mọi người nè. Rồi ok, để em review chi tiết cho mọi người nè. Đó, cái mẫu này là mẫu đẹp nhất trong phân khúc 150 nha mọi người. Hồi xưa có mẫu 2016 trở về với lại 2020 thì không được đẹp lắm. Hai cái mẫu đó thì thường thường người ta lên áo ý nhiều nha. Còn cái mẫu này hot lắm, có đợt nó lên được 160, 170 xe mới luôn. Năm ngoái, gọi là Tết năm ngoái luôn đó. Mẫu này đẹp nha. Hồi xưa là chủ xe dán tem chùm nè, tháo ra dán keo trong luôn rồi. Đó, đợt trước là bên em lột ra kiểm tra ok, vô keo trong luôn nè, cực đẹp luôn. Anh em nào muốn kiểm tra em bao tháo luôn, em tháo ra cho anh em xem luôn nha. Lên mặt nạ nè, mặt nạ giống SH300i, SHI nè. Đó, keo trong nè, keo trong mới tinh nha. Thấy không, xe cực đẹp luôn, mới giặt mấy ngàn nè mọi người, ốc cốt nè. Đó, ốc cốt chưa đụng chạm, hình như đưa chưa đụng chạm luôn nè. Bảy màu sáng trưng à, như xe mới luôn. Con này mà để Tết thì em bảo đảm bao lên giá luôn. Thiệt, con này mà Tết là bảo đảm bao lên giá luôn. Tại vì thường thường Tết người ta lên ghê lắm. Lần trước Tết nó lên được 160, 170 luôn mà. Đó, quá trời đẹp luôn. SH150i, đăng ký 2019. Biển, để đâu đợi xíu xem. À, đăng ký 2019 nha, xe cực đẹp luôn. Đó, Oppo này kia nè, mọi thứ là còn đẹp long lanh. Xe mới chạy có mấy ngàn nè mọi người. Đó, không nè, tắt chân nè, còn đẹp len keng. Em có nhu cầu đổi xe này kia hết nha. Đó, có lem phuộc đồ chơi, phuộc đồ chơi có bình dầu nè, màu đỏ, không có tì vết, không có sơn dặm gì hết nha. Đó, xe này bản ABS trước sau nha mọi người, đĩa nè.
đĩa sáng thẳng bưng à. Đó, quá trời đẹp luôn. Nói nhịp ra, gọi nhịp ra, gọi nhịp ra. Xe biển Vũng Tàu cho mọi người, anh em nào ở tỉnh muốn rút cốc hay là như thế nào đó em sẽ hỗ trợ luôn. Đó, anh em nào muốn nhập về tỉnh thì cứ cứ ấy bình thường luôn. Thấy không, cảng nè, cảng đẹp leng keng hết nè. Đó, mọi thứ là đẹp leng keng, đèn led hai tầng zin chính hãng nha mọi người, led hai tầng zin chính hãng. Đây phía trong nè, hai kiếng đầy đủ nè. Đó, hai kiếng zin nha mọi người, hai kiếng zin. Đó, quá trời đẹp luôn, màu đỏ SH 3 ý lộn SH 150 màu sơn zin. Đó, còn cái này là lớp keo trong, có lớp keo trong ngoài luôn. Anh em nào về đỡ phải đi dán bảo vệ nha. Ốp carbon nè, vân carbon nè. Đó, mọi thứ là còn đẹp, quá trời đẹp luôn. Không, giá cực rẻ, 91 triệu, 91 triệu 800 ngàn thôi nè. Đó, mọi người thấy không, cái lò xo sáng trưng nè. Đó, em quay ở phía dưới cho mọi người xem nè, thấy con xe cực đẹp như thế nào, tụi em rửa dọn đẹp đẽ như thế nào luôn. Anh em nào về chỉ có đổ thêm xăng mà chạy thôi, không có gì hết á. Đó, thấy không, này ốc tát nè, ốc tát sáng trưng nè mọi người. Đó, còn vết luôn nè, thấy không, còn vết mực luôn nè, quá trời đẹp luôn, chưa cày bánh nè. Có IRC di theo xe nè. Đó, quá trời đẹp luôn, smart cây. Rồi bây giờ để em đề máy thử cho mọi người nghe, nghe tiếng máy nè. Đó, cùm bát sinh này kia là mọi thứ ok nha. Đó, bát sinh này kia ok hết nè. Chủ xe kỹ, dán keo mặt đồng hồ luôn. Khiến viên vẫn còn nha, khiến viên còn, khiến viên còn một cặp nha mọi người. Đó, 91 triệu 800 ngàn thôi. Rồi em đề máy cho mọi người nghe thử nữa. Em ru máy thì thầm luôn, em máy quá trời đẹp luôn nha. Anh em là có màu đen, em có màu đen trong đó luôn, màu đen với lại là 2020 có luôn, cực đẹp. Đăng ký 2019 nha mọi người. Rồi, ok. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, tiệm mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt. Đó, à em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người. Thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được
nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có ba hình thức trả góp. Trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc, đây xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy 100 triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều, lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.